đi du xuân của team tụi mình. Mình đi vào mùng 9 Tết thì mình sẽ đi bằng xe Phương Trang, bởi vì bình thường đi thành phố bây giờ thành phố không có chạy được nữa. Là đến nơi sẽ gửi đồ và đi ngắm bình minh buổi sáng. Tới nơi hình như cũng tầm 3 giờ mấy sáng ấy. Có đặt 2 chiếc xe máy nhưng mà do tụi mình lên sớm quá, ở bên xe thì họ chưa có giao xe được, tầm 7 giờ sáng họ mới giao. Nên là bây giờ mình book Grab đi qua quán cà phê Bình Minh ơi. Quán mở từ 4:30 sáng mọi người. Nếu mà có lên sớm thì có thể ghé đây đi, uống cà phê và ngắm Bình Minh sáng nha. Mình đi là vào tháng đầu năm nên là trời buổi sáng rất là lạnh. Quán này thì mình thấy là có 2-3 cây đào rất là xinh nên mọi người có thể đến check in. Mình ăn vậy hả bà? Ở Đà Lạt thì không thể nào không check in những cây man đào được đúng không? Thì tụi mình sẽ đi đến trại mát. Thì mình thấy chỗ này review là có nhiều cây man đào nhất. Thì hoa đang nở rất là đẹp luôn. Trời ơi, đúng rồi. Gần 2 giờ rồi mình sẽ về để nhận phòng. Sau đó nghỉ ngơi, chiều tụi mình sẽ đi chơi tiếp. Tụi mình book 2 phòng ở trên Agoda. Thì chỗ này là gần trung tâm nên mình thấy rất là tiện, đi đâu cũng gần hết. Thank you.
hôn chiều. Quán này cách trung tâm cũng tầm 7-8 cây gì đó. Để kết thúc buổi tối hôm nay thì tụi mình sẽ đi ăn một quán ăn mình rất là thích. Đó là quán nem nướng Bà Hùng. Mọi người nên ghé thử nha, thơm siêu ngon. Mình chọn quán bánh ướt lòng gà. Thì quán này mình thấy review khá là nhiều, cũng rất là đông người ăn luôn. Sau đó tụi mình sẽ đi uống cà phê, một quán cà phê mới. Cảnh tới trưa thì tụi mình đi thêm một quán cà phê nữa, quán cà phê Tắc. Quán này có view khá là rộng, buổi trưa cũng rất là mát. Sau đó thì tụi mình sẽ đi ăn trưa. Đến Đà Lạt thì không thể nào không thấy ăn lẩu bò rồi đúng không? Tụi mình sẽ đi ăn lẩu bò rồi về lại khách sạn để check out, trả phòng. Trả phòng thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn một xíu. Thì chiều tụi mình có một show coi ca nhạc ở Lululola, và ca sĩ thì sẽ là anh Trung Quân và chị Mira Trần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông bao cây. Người đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Để cho con tim này đi ngóng trông hao tổn, hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho kết thúc chuyến đi. Đây là một đêm của tụi mình.